Xin chào quý vị và các bạn. Mùa xuân đã đến. Xin gửi tới quý vị và các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất. Quý vị các bạn tham quan vườn của anh An nhé. Anh An thì liên tục có những tác phẩm mới và khu vườn cũng được dọn dẹp, sạch sẽ, đón mùa xuân mới. Cây đầu tiên anh An giới thiệu sẽ là một cây si, hàng mới về đây. Cây si đương đại, cao 22 chú ạ, tán rộng là 45, vành thon là 60 ạ. Cây có phẩm dáng là cháu thấy rất là đẹp. Cái xi già khô có những cái độ chun chặt. Cái này cũng làm một vài cút cũng gần xong rồi. Những cái nơi cục rất là hay nhá. Vậy thêm mấy cái bông ngọn rất là nhanh. Các xin báo giá cái này là 13 triệu. 13 triệu cây xi này nhá. Cây tiếp theo nhá, cũng là hàng mới. Trà Phúc Kiến. Cây này tổng tán xây dựng theo hình dáng rất là tự nhiên. Cây mịn rồi. Chiều cao 52 ạ. Chiều rộng tán là 90. Vành thon là 42 chú ạ. Quay kỹ các chiều cho các xem nhé. Chân đế trải đều này. Chân này nhịn đẹp. Góc đẹp. Chân đế này. Okay. 16 triệu cái này nhé. Xem bóng này. Cái tay của nó chuyển rất là mềm mại. Răm rất là dày. Xanh nhé. Xanh Nam Miên. Cây là khô gai cây. Chiều cao là 65. Chiều rộng tán là 1m2. Nó xin bao giá là 60 triệu. 60 triệu nhé. Cây xanh Nam Điền mịn. Chân đế hầm hố nhé. 60 triệu. Chân lá xanh Nam Điền. Tầm dáng đẹp lắm. 60 triệu một cây đẹp như này thì được chơi. Xanh quê chú ạ. Cái này cái thần nó chuyển dị nhỉ. À. Cây hẳn mịn này. Hai xanh quê nhưng mà có tuổi đời rất là lâu rồi chú ạ. Chân đế đây. Okay. Chiều cao là 45 ạ. Chiều rộng tán là 65. Chơi chỗ này được nhỉ. Chơi hai chiều chú ạ. Chơi này được nhỉ. Đây cái hàng báo giá là 42 triệu. 42 triệu cây xanh này nhá. Cây đất già này, để y nó bằng một tận trên này. Tiếp theo là một cây xanh quê nữa. Xanh quê. Cây rất là lực cây. Cây chỗ rất là lực nữa. Cái này cũng có cái nét dị nhỉ. Cái đu nó già như này. Chậu đá nhé. Chiều cao là 34 chú ạ. Chiều rộng tán là 50. Cây xanh quê cho đang báo giá là
20 triệu nhé. 20 triệu cây này nhé. Chậu đá thân trời, cây rất là già. Cây này có thể là một cây già nhất trong các sân này cháu này. Cây hải châu. Hải châu, à, cây này cũng mịn nhỉ. Và đa phần cây cháu đều là mịn. Rất mịn. Dầm nó dài. Cây lúc nó ra quả rất là tuyệt vời. Cái hải châu này cháu đang báo giá là 15 triệu. 15 triệu cây hải châu này nhé, hàng mịn. Cây một người bì, chiều cao là 50, chiều bày tán là 80. 15 triệu này. Cũng rất hợp lý, 15 triệu một cây hải châu mịn nhé. Đẹp. Chơi được cả 2 triệu, hay ngô. Nó được làm từ nhỏ chú ạ. Nó dễ hỏng mối, cái này chắc là cái chậu tròn, nó thuần chậu lâu lắm rồi. Nó dễ hỏng mối. Tán, không tán tự nhiên. Cái mùa này là cái mùa hành khô, nó bắt đầu nó rụng hết lá ra chú ạ. Chơi được cả 2 chiều. Chiều nào cũng đẹp. Chiều nào cũng đẹp. Chơi ngồi với chiều cao là 70. Chiều ngang tán là 95, vành thon là 28. Cháu đang báo giá là 16 triệu. 16 triệu cây ngô này nhá. Từng vi. Từng vi. Từng vi mà nó vụt thịt trên này cũng là hàng hiếm. Yeah. Và cây già. Ưu điểm là nó làm cũng gọi là đẹp chú ạ, khộn mắt người nhìn. Lùn mà nó lại giật kỹ mà lại không thấy sẹo nhiều, không thấy sẹo to nhỉ. Cái mùa này là mùa hành khô, lá nó bắt đầu chút xuống rồi. Chắc là tí nữa cho tỉa vào rồi. Mới cái này mình đi chơi những cái triển lãm nhỏ nhỏ hay mà. Mảnh gốc chỗ này cũng được 36 thôi ạ. 36 thôi. Cây méo mó nhá, làm sạch không có sẹo. Đấy, cái vết cắt giật từ trên to này, bác xem nhé. Đấy, nó biết hết rồi nhé. Đấy. Nó là cái bé nhưng mà làm rất là kỹ đấy. Làm kỹ, đẹp, quan trọng là đẹp nhỉ. Cái này bao tiền nhỉ? Cái này là 12 triệu đúng không ạ? 12 triệu cây tường vi này nhé. Hàng rất là chất lượng. Xanh. Xanh Nam Liên đúng không ạ? Bông tán mịn. Cái này là người nói là làm ở trong chỗ này mười mấy năm rồi ạ. Chân đế này dầm làm rất là kỹ. Rồi cho đồng báo giá là 32 triệu nhé. 32 triệu cây xay này nhé. Xay làm điệp. Sông bé thôi nhưng mà già lắm chú ạ. Sông bé. Cái sông này cho đồng bán giá 1 triệu rưỡi ạ. Triệu rưỡi cái sông này nhé. Ổi này chú ạ. Ổi này. Cái ổi này già lắm. Nó nhìn nó này gài hết rồi. Nó như sổ nù ấy. Chân đế đẹp, cái này vẽ đẹp nhỉ, đường truyền chi cành đẹp, vẽ rất là khéo nhé, à. Quá đẹp luôn đường truyền. Người làm cái này không, những cây mà thon bé mà tẩy cành như thế này thì đều là những cây làm từ nhỏ chú ạ, bởi vì núi những cái cành này nó lồ lắm, nó không nhành đâu, lại ngọn, lắc đẹp nhỉ, bàn tay rất là khéo léo. Cái ổi với chiều cao là 1 mét ạ. Chiều ngang tán là 1 mét 3. Cho rằng báo giá là 16 triệu. 16 triệu cái ổi này nhé. Giá cũng khá là hấp dẫn. Một cái ổi
hai người bây là nặng đấy. Vâng. Chân đấy đẹp như này. Tính nghệ thuật rất là cao. Cái chay nhé. Chay rất là dị. Cái đường chuyển của thân rất là dị nhé. Lên này. Xoắn này, xuống này. Đây, đảo này. Anh chay cho mùa anh thu ảnh mà. Anh chay thì nó nhiều quả. Loài hòa nó nhiều lắm. Cái loài chày là cái loài rất là nhiều hòa, nhiều quả. Hòa nhiều. Cái thòn này thòn rất là nghệ thuật. Cái chày này cho đằng báo giá là 30 triệu nhé. 30 triệu cái chày này nhé. Xanh này, xanh quỳ làm theo cái dáng dáng cây trực cổ trực trực liên chi, xanh quỳ nhưng mà già lắm chú ơi, những cái điểm là mình thấy là rất là già, tự cái tay cành nó lên gài lên nù. Xanh quỳ cho xin báo giá là 9 triệu nhé. 9 triệu nhé. Đấy, theo vành được 45 chú ạ. Đấy là cái phần eo nhở nha, còn nếu mà đều cái bệnh xế nó to lắm. Đây là lá đẹp chú ạ. Xanh quỳ lá đẹp rầm nhiều. Đấy. 2 chiều. Quý vị và các bạn vừa tham quan vườn của anh An trong dịp xuân về. Video cũng xin tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn.